Các bạn có bao giờ tự đặt câu hỏi là liệu blockchain thì ngoài NFT, GameFi hay là tài chính thì còn được ứng dụng vào những lĩnh vực nào khác nữa không? Nếu có thì để trả lời cho câu hỏi vừa rồi, video này mình sẽ cùng các bạn review một dự án tiềm năng và có ứng dụng thực tế trong tương lai nha. Trước khi bắt đầu video thì cái gì quan trọng thì mình phải nói đầu tiên. Video này không phải lời khuyên đầu tư. Nội dung của video chỉ mang tính chất thông tin. Vì vậy là các bạn hãy nhớ luôn bổ sung kiến thức để có quyết định đầu tư của riêng mình nhé. Nhớ đấy nhá. Dự án hôm nay mình chia sẻ với các bạn có tên là Firma Chain. Đây là một dự án đến từ Hàn Quốc được thành lập vào quý 3 năm 2018 trên hệ sinh thái của Ethereum. Tuy nhiên là do lượng phí đắt đỏ và tốc độ chậm chạp, nên hiện nay dự án đã tạo một chain riêng bằng thư viện Cosmos SDK để đảm bảo hoạt động của nền tảng. Thay vì tập trung vào tài chính hay là GameFi như phần lớn các dự án hiện nay, thì Firma Chain hướng tới một ứng dụng khá là thú vị, đó là số hóa và phi tập trung hóa các hợp đồng giao dịch, đặc biệt là các cái thỏa thuận liên quan đến sở hữu trí tuệ. Thì nhờ tính chất của blockchain thì việc số hóa này sẽ giúp đảm bảo được sự minh bạch và giải quyết các vấn đề liên quan đến xác minh của các bên tham gia. Ngoài ra thì quy trình ký kết hợp đồng sẽ được thực hiện chủ yếu tự động ở trên nền tảng dApp, giúp cho các bên tiết kiệm chi phí và đơn giản hóa hoạt động ký kết hơn. Ứng dụng của Firma Chain có tên là Donue hay là Donu gì đó. Thì ứng dụng này cung cấp dịch vụ quản lý hợp đồng điện tử một cách minh bạch và phi tập trung. Hoạt động của ứng dụng thì cũng khá là đơn giản. Bước 1 đấy là người dùng sẽ tạo hợp đồng và tải lên các thông tin như là chữ ký số của người tham gia, địa chỉ lưu trữ và số ID của hợp đồng đó. Người dùng có thể đặt yêu cầu một khoản đặt cọc trước hoặc là yêu cầu deposit trước khi tạo hợp đồng giữa hai bên. Các bên có thể lựa chọn chi trả hợp đồng bằng token FCT của dự án hoặc là chi trả bằng tiền fiat. Sau khi hợp đồng được viết xong ở trên ứng dụng thì hai bên sẽ cần kiểm tra lại và ký hợp đồng bằng chữ ký số. Chỉ sau khi hợp đồng được xác nhận bởi cả hai bên thì sẽ được tải lên một server lưu trữ phi tập trung. Bước 2 đấy là xác minh hợp đồng. Thì sau khi hoàn thành bước 1, nội dung của hợp đồng và chữ ký hai bên sẽ được mã hóa thành một đoạn mã hash và upload lên trên smart contract. Vậy là mỗi hợp đồng sẽ được lưu trữ thành hai bản copy, một bản được mã hóa và một bản đầy đủ. Hai bên có thể sử dụng cái đoạn mã hash này để kiểm tra hợp đồng bất cứ lúc nào. Và nếu như có bất cứ thay đổi gì thì đoạn mã hash của hợp đồng sẽ bị sai lệch về mã hash ở trên smart contract. Vì vậy là cả hai bên sẽ hoàn toàn yên tâm về độ tin cậy của hợp đồng sau khi ký. Bước 3 là bước thực hiện theo hợp đồng của mình. Thì đương nhiên khi các bạn đã đồng ý với hợp đồng và ký với nhau thì các bạn sẽ phải thực hiện hợp đồng đó. Phần thanh toán sau khi hoàn thành có thể sử dụng token FCT hay tiền fiat tùy theo sự thống nhất của cả hai bên. Bước 4 là bước thanh toán. Thì sau khi hoàn thành hợp đồng, hai bên sẽ tiến hành thanh toán theo một nội dung đã ghi ở trong hợp đồng của mình. Sau khi hai bên deposit đủ số tiền cần thanh toán thì sẽ xác nhận lại việc hoàn thành hợp đồng một lần nữa bằng chữ ký số. Cuối cùng thì số tiền sẽ tự động chuyển đến bên nhận và hợp đồng được đánh dấu là đã hoàn thành. Vậy là chúng ta đã nắm được toàn bộ tổng quan về dự án và cách thức hoạt động của nó. Về nhận định chung thì bằng cách là ứng dụng blockchain, dự án đã giải quyết được những cái vấn đề truyền thống như là thủ tục rườm rà của những cái hợp đồng quốc tế hay là những cái nguy cơ về bảo mật, giả mạo của các bên tham gia hợp đồng. Ngoài ra thì tất cả giao dịch và quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được lưu lại trên blockchain. Vì vậy là trong các trường hợp kiện tụng thì các cái thông tin này có thể sẽ hữu ích và bảo vệ được quyền lợi chính đáng của các bên tham gia. Tuy nhiên như Big Boss của mình là anh Hưởng vẫn hay nói, thì chúng ta đầu tư vào token của dự án chứ không phải là ý tưởng của đội ngũ founder. Vì vậy, ở phần sau chúng ta sẽ có những cái đánh giá chi tiết hơn. Phần đầu tiên của dự án mà mình thường tìm hiểu đó là đội ngũ founder. Thì hai nhân vật quan trọng nhất trong team điều hành của Firma Chain đó là CEO Yong Yoon và CTO Dong Hoon Kim. Cả hai người này đều đến từ Hàn Quốc và có khá nhiều kinh nghiệm tại các vị trí liên quan đến chức vụ hiện tại. Nhìn vào LinkedIn của CEO Yong Yoon thì phần đầu tiên mình thấy đó là CEO này có hơn 500 connection tới tài khoản của mình. Và theo mình thì đây là một điểm cộng cho sự uy tín và network của CEO. Trong phần kinh nghiệm thì anh này cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm làm việc bắt đầu từ năm 2003. Các công việc cũ của anh ấy phần lớn đều liên quan đến việc quản lý. Tuy nhiên, có một điểm nhỏ đấy là lĩnh vực mà anh ấy tham gia thì đều nằm ở mảng gaming. Với LinkedIn của CTO Dong Hoon Kim thì phần follower và connection của anh này không được uy tín bằng CEO. Tuy nhiên là điểm chung của hai người đấy là cùng làm việc tại Party Game ở trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2018. Thì các vị trí của anh Kim thì đa dạng hơn, nhưng mà dù ở vị trí hay là công ty nào thì phần lớn thời gian anh này làm đều là những công việc liên quan đến phần phát triển của công nghệ, kỹ thuật hay là phần mềm.
Về thành phần của team thì theo mình là chưa thực sự nổi bật, nhưng mà cả hai thì đều có những cái kinh nghiệm lâu năm ở các công ty lớn nhỏ khác và phù hợp với vị trí của mình hiện tại. Do đó là mình nghĩ là team sẽ có cơ sở để làm tốt những công việc ở dự án hiện tại của mình. Tiếp theo là sau khi đội ngũ có đủ năng lực để có dự án thành công và token tăng giá thì theo mình ít nhất là cần phải có hai tiêu chí. Một, đấy là dự án cần phải có mô hình kinh doanh bền vững và có lợi nhuận. Thứ hai, đấy là sự tăng trưởng của dự án thì phải tỷ lệ thuận với giá trị token. Thì ở tiêu chí đầu tiên thì chắc mình không cần phải giải thích, vì các bạn cũng hiểu đó là một công ty cần phải có nguồn thu và lợi nhuận để có thể phát triển và đem lại nguồn lợi cho các thành viên. Với tiêu chí thứ hai thì theo mình đó là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để giúp chúng ta có thể quyết định đầu tư và giảm thiểu rủi ro. Mình sẽ có một bài phân tích sâu hơn về tiêu chí này sau. Tuy nhiên, để giải thích ngắn gọn thì khi dự án phát triển và có lượng người dùng nhiều lên, giúp tăng nguồn thu và lợi nhuận, thì cần phải có cái cơ chế đảm bảo là giá trị của token cũng được tăng theo tỷ lệ thuận với lại cái giá trị của công ty. Thì mình ví dụ là với hệ sinh thái Ethereum, thì khi càng có nhiều người dùng Ethereum thì lượng tiền đổ vào hệ sinh thái sẽ đều được nắm giữ ở trong ETH, và từ đấy thì giúp ETH tăng giá. Vậy nếu dự án mà không có cơ chế đảm bảo này thì sẽ dẫn đến là sự phát triển của dự án sẽ chỉ mang lại lợi nhuận cho chủ dự án mà thôi. Còn những cái nhà đầu tư như chúng ta thì sẽ chỉ có lợi nhuận trong việc FOMO của thị trường hoặc là bám theo các market maker hoặc cả voi. Với mô hình kinh tế của Firma trên thì chúng ta có thể phân tích được cơ cấu tài chính như sau. Firma có nguồn thu trực tiếp duy nhất từ việc thu phí của hai bên tham gia. Ngoài ra, số lượng FCT mà Firma đang nắm giữ cũng sẽ được hưởng lợi và tăng giá khi số người dùng tăng lên và gián tiếp mang lại nguồn thu thứ hai cho dự án. Ngược lại thì dự án có 4 khoản chi phí. Thứ nhất, đấy là chi phí dùng để marketing tăng số lượng người dùng. Thứ hai, đấy là các chi phí lưu trữ dữ liệu của các hợp đồng trên mạng phi tập trung. Thứ ba, đấy là chi phí cung cấp cho các bên dịch vụ thứ ba khác để bổ trợ cho ứng dụng của Firma trên. Và cuối cùng, đấy là chi phí vận hành dự án. Ngoài ra còn có một yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của FCT nữa, đấy là lạm phát hàng năm về số lượng token. Thì hiện tại mình chưa tìm được những cái chi tiết về phân bổ token của dự án. Tuy nhiên là theo thông báo trong white paper thì số lượng lạm phát hàng năm sẽ dao động trong khoảng 7-17%, và nó tùy thuộc vào hoạt động của công ty ở thời điểm đó. Thì với mô hình kinh tế ở trên, chúng ta có thể đưa ra một vài những kết luận như sau. Kết luận thứ nhất, đấy là nguồn thu của dự án chắc chắn sẽ tăng nếu như dự án có số lượng lớn người dùng. Thứ hai, đấy là việc tăng giá trị của token thì chưa thực sự rõ ràng, do các cái giao dịch ở trong hợp đồng có thể chi trả bằng tiền mặt thay vì token, dẫn đến là chúng ta không thể nào quản lý được cái dòng tiền đi vào. Tuy nhiên, việc này là có thể hiểu được là do hạn chế về pháp lý ở các đất nước là khác nhau. Thế nên là cái việc mà áp dụng thanh toán hoàn toàn bằng token của dự án ở thời điểm này có thể đem lại những rắc rối không cần thiết. Thứ ba, đấy là token của dự án sẽ tăng trưởng bền vững khi mà các nguồn thu chính có thể đảm bảo được tất cả chi phí và đem lại lợi nhuận. Nhưng mà các bạn biết đấy, thì đến lúc đó chắc chắn là vị thế đầu tư của chúng ta cũng sẽ khác xa so với thời điểm mà dự án đang phát triển thời điểm hiện tại. Cuối cùng là sau khi đã xem xét đầy đủ điều kiện về tiềm năng, chúng ta sẽ phân tích tình hình hoạt động hiện tại của dự án. Hiện tại thì blockchain của Firma trên đang có khoảng 47 active validator trên tổng số 59 validator. Con số này cũng không phải là con số nhỏ và nó cũng tương đồng với một số các cái blockchain mới hiện nay. Thứ hai, đấy là về số lượng token lock thì chỉ vào khoảng 12,3% tổng số lượng token đang lưu hành. Và cái số token này là số lượng token của các validator stake trong contract của dự án. Nhưng mà vì dự án này không phải dự án DeFi, do đó là số lượng token lock nó sẽ không nằm ở phần lớn. Và con số ở trên thì khá là hợp lý. Thứ ba, đấy là số lượng transaction trên blockchain mới cũng đã đạt khoảng 1,8 triệu giao dịch và tỷ lệ lạm phát ở thời điểm video đang làm là 15% một năm. Thì với các thông tin ở trên, chúng ta có thể thấy là blockchain của Firma trên đang hoạt động khá là ổn định và với các chỉ số thì cũng không thua kém so với các blockchain của những dự án khác đâu. Ngoài ra thì trong hệ sinh thái của Firma trên còn có một ứng dụng tổng hợp bao gồm trong đó cả ví, staking và quản trị. Nó tên là Firma Station. Thì mình đã dùng thử và thấy ứng dụng này khá là mượt mà. Ngoài ra, ứng dụng này còn có cả app trên điện thoại và máy tính đã được ra mắt nữa. Hiện tại thì token FCT của dự án đã được list trên một số sàn như là sàn MEX, sàn Poloniex, sàn Bittrex và một số sàn khác. Thì các bạn có thể tìm kiếm thêm các thông tin cần thiết ở trang chủ của dự án nhé. Trên đây là tất cả những cái thông tin về dự án mà mình có thể tìm được. Vậy nếu các bạn tìm được thêm thông tin nào khác thì hãy comment xuống phía dưới để có thể chia sẻ với mình và cả cộng đồng nhé. Tổng kết lại thì Firma trên là một dự án khá là thú vị khi mà lựa chọn một lĩnh vực riêng để có thể ứng dụng blockchain vào đời sống. Các giải pháp của Firma thì có thể giải quyết được các vấn đề của dịch vụ truyền thống, giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thiểu chi phí cho các bên và chống gian lận, giúp cho các giao dịch trở nên minh bạch hơn. Các khía cạnh khác của dự án cũng đều nằm ở mức từ ổn cho đến khá. Tuy nhiên là mình thấy thì bên cạnh đó dự án còn một vài điểm yếu, ví dụ như team vẫn còn non trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm ở trong thị trường. Ngoài ra thì số lượng người dùng và các vấn đề pháp lý cũng là vấn đề mà dự án cần cải thiện trong tương lai để có thể phát triển được mạnh mẽ và bùng nổ hơn. Nhìn chung thì đây là một dự án có tiềm năng,
Tuy nhiên cũng vẫn còn một vài thách thức. Vậy ý kiến của các bạn về dự án này như thế nào? Các bạn nghĩ sao về ý tưởng về tương lai của dự án? Hãy comment xuống phía dưới để chúng chia sẻ với mình và mọi người nhé. Nếu các bạn thấy thích video này và muốn ZipS tiếp tục sản xuất các nội dung tương tự thì hãy nhấn giúp mình nút like để cho mình được biết nhé. Còn nếu như các bạn có bất cứ đóng góp hay câu hỏi gì thì đừng ngần ngại để lại cho mình comment ở phía bên dưới để mình và ZipS có thể đưa đến cho cộng đồng những nội dung chất lượng hơn. Nhân đây thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn từ cá nhân mình đến với các bạn đã bình luận và chia sẻ những đóng góp ở video gần nhất để mình và ZipS có thể cải thiện nội dung của các video trong tương lai. Các bạn đừng quên là ZipS sẽ bắt đầu chương trình giải đáp thắc mắc của cộng đồng từ tuần tới. Đường link đặt câu hỏi đã được đăng trong group Telegram và tất cả các channel khác của ZipS. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi gì dành cho ZipS hoặc là các chuyên gia trong thị trường thì các bạn có thể tham gia và đặt câu hỏi ngay từ ngày hôm nay nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Mình là Đạt đến từ ZipS và chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.